Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những chiếc cạc màn hình của NVDA sau quá nhiều ngày chìm đắm trong việc trên tay cũng như là đánh giá chi tiết các sản phẩm mới của AMD. Và cụ thể ở đây thì trên bàn mình đang có chiếc RTX 2070 Super đến từ Asus, và sản phẩm này thì thuộc dòng ROG Strix danh tiếng đến từ nhà sản xuất Đài Loan. Hãy cùng thử tìm hiểu xem là trong lần trở lại này thì NVDA sẽ đem lại những cải tiến gì. Cách đặt tên là Super có lẽ sẽ gây ra bối rối cho một số bạn khi nó trái với những quy tắc thông thường hàng năm của NVDA. Có một số câu hỏi thắc mắc rằng là tại sao không đặt tên là 2060 Ti hay là 2070 Ti cho gọn, thì hãng đã giải thích rằng đấy cũng từng là một ý tưởng. Tuy nhiên khi họ nhìn vào chiếc RTX 2080 thì chúng đã có hai phiên bản rồi, đó là chiếc 2080 bản thường và 2080 Ti. Thế nên là một cái tên mới cần được áp dụng và Super là phương án được lựa chọn. Series Super này sẽ là câu trả lời trực tiếp dành cho những chiếc card đồ họa dựa trên kiến trúc Navi của AMD. Cụ thể ở đây là chiếc RX 5700 và 5700XT. Và về chiếc 5700XT thì bọn mình đã có một video so sánh dành riêng cho nó ở trong bài xây dựng cấu hình AMD lần trước. Thế nên là bọn mình sẽ để cho các bạn một đường link ở phía bên trên này để các bạn tiện theo dõi. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào chiếc RTX 2070 Super ở đây, so sánh nó với một chiếc RTX 2070 thông thường để xem là hiệu năng nó thể hiện trong game ra sao, và đặc biệt là nó sẽ dành cho đối tượng khách hàng nào. Đầu tiên về thông số thì RTX 2070 Super sẽ có 2560 nhân CUDA so với 2304 của 2070. Số nhân Ray Tracing hay là Tensor Core cũng có mức tăng tiến tương tự. Và mức giá chênh lệch giữa hai model này cũng vì thế sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng tùy từng phiên bản. Một thông tin khá thú vị đấy là RTX 2070 Super sẽ có liên quan đến RTX 2080 nhiều hơn là so với 2070 thường. Khi ngay ở thông số kỹ thuật được công bố ở trên trang chủ thì chúng ta cũng thấy hai chiếc card này sử dụng chung GPU mang mã hiệu TU104. Tuy nhiên với mức giá công bố rẻ hơn thì 2070 Super vẫn sẽ bị 2080 bỏ lại phía sau. Bù lại, NVDA đã tối ưu hóa mức xung cho 2070 Super nên nhiều khả năng khoảng cách khi sử dụng thực tế của nó so với 2080 sẽ không quá xa. TDP của chúng sẽ thể hiện ở mức tương đồng khi cùng dừng lại ở con số 215W trên bảng thông số của hãng. Việc được trang bị GPU TU104 có đem lại một lợi thế nhất định dành cho 2070 Super trong mặt được hỗ trợ phần mềm, bởi nếu nó về đẳng cấp thì nó ngang hàng với RTX 2080, một trong hai mã card được định giá cao nhất của NVDA trong giai đoạn này. Và với những phiên bản custom được ép xung sẵn lên khoảng 5% như chiếc 2070 Super ROG Strix mình đang có ở đây, thì các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào khả năng khai thác lâu dài của nó. Hôm nay chúng ta có sự trở lại của cấu hình quen thuộc bao gồm CPU i5-9400F, bộ mạch chủ Z390 Aorus Master, RAM GSQ Trident Z16GB chạy có tốc độ 3000MHz, SSD Aorus NVMe 500GB cùng với màn hình Full HD. Bảo Windows mình sử dụng là 1903 và bộ driver là 435.16 cho cả hai chiếc card màn hình. Riêng về Windows hay là driver thì lời khuyên của Hà Nội Computer dành cho các bạn đó chính là hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất để có được những trải nghiệm mượt mà nhất có thể. 5 game bao gồm CSGO, PUBG, GTA 5, DMC 5 và Shadow of the Tomb Raider sẽ tiếp tục là những cái tên được chọn trong bài kiểm tra lần này. Chắc hẳn thì sẽ có một số thắc mắc rằng là đối với những chiếc card mạnh mẽ như thế này thì tại sao bọn mình không test trên những cái màn 2K hoặc là 4K? Thì ở đây thì mình cũng giải thích luôn, đó là bọn mình muốn có một cái quy chuẩn chung để cho các bạn tiện so sánh giữa các video mà không gặp phải quá nhiều cái sự chênh lệch. Vị trí đầu tiên chính là CSGO. Chúng ta không thấy sự khác nhau quá lớn giữa 2070 và 2070 Super khi trung bình chênh lệch chỉ khoảng 3%, không quá đáng kể. Và như các bạn đang thấy ở trên biểu đồ thì cả hai chiếc card đều thừa khả năng tận dụng tốt những lợi thế mà những chiếc màn hình 144Hz có thể mang lại. Mọi mức setting đều đã được đẩy lên mức cao nhất nhưng vẫn không thể làm khó được hai chiếc card của chúng ta. Và một điều thú vị là kết quả này khá tương đồng với chiếc 5700XT mà mình đã kiểm tra trong video lần trước. Đây có thể là mức giới hạn của trò chơi này rồi và nó không thể hơn lên được. Tiếp theo thì chúng ta có PUBG bản PC, một trong những đối tác của NVIDIA và Intel. Sự chênh lệch ở mức khung hình trung bình lại một lần nữa được thể hiện cực kỳ ít, chỉ khoảng 0,7%. Nhưng nếu xét đến cả hai hạng mục tối đa và tối thiểu thì 2070 Super đã làm tốt hơn 2070 bản thường khi vượt lên lần lượt là 18% và 35%. Mức tụt tối đa thì cả hai lại hòa nhau, cùng đạt 49 khung hình trên giây. Cấu hình mà mình để ở trong lần kiểm tra này vẫn là tối đa. Thế nên là nếu bạn nào muốn có những con số tốt hơn để tận dụng được những chiếc màn hình 240Hz thì hoàn toàn có thể để xuống mức trung bình hoặc thấp nhé. Vị trí thứ 3 chúng ta quay lại với GTA 5. Đến bài này thì mọi chuyện mới trở nên thú vị khi ở mức setting cao nhất. Tổng quang trung bình của cả hai vẫn tương đồng khi dừng lại ở con số 99. Thế nhưng về mặt ổn định thì 2070 Super lại tỏ ra vừa trội hơn hẳn so với người tiền nhiệm khi ở mức thấp nhất cũng như cao nhất có biên độ dao động hẹp hơn rất nhiều. Việc này có thể đến từ sự khác nhau giữa hai GPU của cả hai chiếc card và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của các bạn. Mình chắc hẳn là các bạn có đồng ý với ý kiến cho rằng là việc chơi game được ổn định xuyên suốt vẫn sẽ tốt hơn việc khung hình có lúc lên cao, có lúc lại xuống cực thấp phải không ạ? Đến với tựa game nặng đô Shadow of the Tomb Raider, thử thách thật sự dành cho bất kỳ dàn máy cao cấp nào. Và đến lúc này thì 2070 Super mới tỏ rõ được sự ưu việt của mình so với người tiền nhiệm khi bỏ lại 2070 đến 14% ở mức FPS trung bình.
tương tự ở mức thấp nhất, cao nhất và 1% siêu thấp cũng đã có mức chênh lệch rõ rệt từ 5 đến 7%. Cuộc phiêu lưu cuối cùng trong series Tomb Raider Reboot tiếp tục thể hiện mình là một cái tên không hề dễ chơi một chút nào, cũng giống như chính cô nàng nhân vật chính Lara Croft vậy. Và cuối cùng sẽ là DMC 5, tựa game AAA được Capcom tối ưu hóa rất tốt cho nền tảng Windows PC. Nó có thể chạy tốt trên cả hệ thống của Intel lẫn AMD. Vì kết quả của cả hai bên đều rất tương đồng nên mình sẽ không nói thêm nữa, chỉ để các bạn xem biểu đồ và thưởng thức gameplay thôi. Ok, vậy là sau 5 bài benchmark thì chắc hẳn các bạn nhận ra là phần thắng đều thuộc về chiếc 2070 Super. Tuy nhiên mình cũng lưu ý cho các bạn là cái chênh lệch giữa hai con này là không hề nhiều và hầu hết là đều rất khó để nhận ra. Và các bạn đã thấy thì trong cái bài benchmark vừa rồi thì nhận ra dễ nhất chỉ là trong game Shadow of the Tomb Raider mà thôi. Có thể là về sau những cái tựa game mới ra mắt ăn phần cứng hơn thì cái mức chênh lệch đấy nó sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Thật ra điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mình cho lắm khi định hướng ban đầu của 2070 Super sẽ là để thay thế hoàn toàn cho 2070 trong phân khúc trung cấp. Và giá về sau này của nó cũng sẽ giảm xuống bằng với 2070 hiện tại để cạnh tranh với chiếc RX 5700 XT của AMD mà thôi. Thế nên là lời khuyên mua sắm của mình gửi đến các bạn ở thời điểm hiện nay đó chính là mua 2070. Với số tiền chênh lệch hơn 3 triệu đồng thì các bạn hoàn toàn có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như đầu tư sang những linh kiện khác cũng quan trọng không kém như là RAM, bộ mạch chủ hay tản nhiệt. Còn ở phía ngược lại sao? Những bạn đang có nhu cầu mua và chấp nhận bỏ ra hơn 3 triệu chênh lệch để có được chiếc RX 2070 Super này thì các bạn sẽ nhận lại được những gì? Đó sẽ là một người PU cao cấp hơn, vòng đời hỗ trợ lâu dài hơn. Hay cụ thể ở phiên bản Roger Strix của Asus thì sẽ là độ dày của tản nhiệt hay là thiết kế quạt mới cho lục khí tập trung hơn so với bản 2070 thường. Và vừa rồi là bài đánh giá của mình về chiếc card đồ họa RTX 2070 Super Roger Strix đến từ Asus. Và theo ý kiến đánh giá cá nhân của mình thì đây là một chiếc card đồ họa đầy tiềm năng. Nó có thể thay thế hoàn toàn cho chiếc RTX 2070 hiện tại đang có trên thị trường. Tuy nhiên thì với mức giá từ 16 đến 17 triệu đồng thì có lẽ hiện tại nó vẫn chỉ là một chiếc phụ kiện dành cho fan của Roger mà thôi. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có ý kiến gì về sản phẩm này? Nếu có thì các bạn hoàn toàn có thể bình luận ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cho những video lần sau.